Quý khách thân mến, hôm nay Vườn Mai Như Huỳnh có một cái lô mai cúc Tân Châu rất là đẹp luôn, muốn giới thiệu đến cả nhà nha. Đây bây giờ cây á, là nó cực kỳ cứng cáp luôn cả nhà, liền cốt 100% nha, cỡ như mấy ngón tay em nha. Đó rồi, nó đang ôm nút nụ cho mình chơi Tết luôn. Đây là cúc Tân Châu 24-36 cánh cả nhà ơi. Rồi bây giờ em sẽ xuống bóp cho cả nhà mình xem cái cây nè, cầm chị ơi. Rồi đây cả nhà, cây á, thì nó cao trung bình tầm khoảng cỡ 40 ha, 40cm cho tới 45 nha. Tán ngang thì cũng khoảng được 35cm và nút nụ rất là đã luôn. Rồi cây đó cả nhà, cây gốc của nó nè. Rồi tiếp tục em sẽ cho mọi người xem thêm nha. Ôi tàn quá dữ luôn cả nhà ơi. Đó, có những cây hơi yếu 40 chút xíu mà tàn nó trọt. Em cầm chị đi em. Cầm chị. Cầm giùm chị. Rồi đó, tàn rất là tròn luôn nha. Rồi để bàn tay lên luôn đo nè. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Đây nút nụ nè cả nhà ơi. Rồi cây này bây giờ là cành cốt cứng cáp nha. Rồi cây như thế này chỉ có 190 một cây. 4 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển ha. 10 cây là em tặng cho quý khách một cây. Đó, cả nhà ơi, hoa nó hoa chùm như thế này luôn nha. Cúc Tân Châu ha. Thì nó nở nụ gió, nụ gió rồi cả nhà, còn khi mà nó nở rực rỡ là rất là đẹp luôn cả nhà. Ồ coi nè. 24-36 cánh nha khách ơi. Rồi à, nếu cả nhà lấy một cặp là 450.000 dùm em, bao phí vận chuyển luôn ha. Rồi còn cả nhà lấy một cây à, cả nhà lấy một cây em cũng gửi hàng ha. Một cây thì à, cả nhà mình à, 190 cộng với 50.000 dùm em. À, quá đã luôn cả nhà ơi, quá tròn luôn. Rồi cây cực kỳ đẹp luôn ha. Bây giờ nó phát tán nhánh nè, 1, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nhánh luôn ha. Đó, nó tạo thành một tàn rất là tròn luôn nha. Trung bình từ 40 đến 45cm luôn. Đã luôn cả nhà. Đế là đế đủ kiểu hết nha. Cây nhìn cây rất là cứng cáp luôn. Rồi, chỉ có 190 một cây luôn cả nhà ơi. Đây chị cao lấy cho chị cây đó thôi. Hoa của nó thì 24-36 cánh cả nhà. Đây là cúc Tân Châu ha. Đây, phơm hoa của nó thì đó, nhiều cánh lắm nha cả nhà ơi. Rồi nụt nụ như thế này nè. Cây tròn đẹp nha. Rồi chỉ có 190 một cây luôn. Tiếp đi lấy tiếp đi em. 4 cây em bao phí vận chuyển. Đó, nếu mình lấy 4 cây thì giá chỉ có 190 cây thôi. Còn nếu như cả nhà mình lấy 2 cây là 450 em cũng bao phí luôn. Rồi lấy 1 cây em cũng gửi hàng luôn cả nhà ơi. Đến với Vườn Mai Như Huỳnh là có cây mai đẹp liền. Rồi cả nhà liên hệ với Huỳnh ha. Em có để số điện thoại trên phần tiêu đề, mọi người có thể liên hệ với em nha. Đó, cây quá đẹp luôn cả nhà ơi. Ngoài ra thì Quỳnh còn một cái lô mai phải nói là xuất sắc luôn, đó chính là giảo Hữu Đức, hoa 8 đến 12 cánh nha. Dòng này thì được 3 mùa rưỡi luôn cả nhà. Ôi nút nụ nè. Mẹ ơi, nút nụ quá trời luôn. Cả nhà thì cái dòng này á là chỉ có 230 một cây thôi. Nếu như cả nhà mình lấy 4 cây là em bao phí nha. À, 4 cây là em bao phí, còn 10 cây á, là em tặng một củ đế như thế này luôn nha cả nhà. Đó. Rồi cả nhà lấy một cặp là 500 giùm em luôn, bao phí vận chuyển ha. Tàn tay nhánh á, cái hàng này đôn cốt cành ha, nó thô, nó được trải đều ha cả nhà. Đây, hàng rất là đẹp nè. Cành cốt cứng khừ luôn nha. Lô này của em Huỳnh là to cành cốt lắm. 230 một cây luôn. Rồi. Cả nhà ơi, bên đây em có Phú Tân luôn. Em cầm cho chị cây Phú Tân lên nè. Gì? Phú Tân luôn cả nhà ơi. Mẫu này thì 190 một cây luôn. Đây dòng mai giảo Phú Tân nha cả nhà, nút nụ là đã luôn nè. Đó, lấy cây khác giùm chị đi. 190 một cây luôn. 4 cây em Huỳnh bao phí và 10 cây thì em tặng một nha. Hàng này thì bây giờ đang ôm nút nụ hết rồi. Thì có nút nụ cho mình chơi Tết nha cả nhà ơi. Ừ. Rất là nhiều nha. Rồi đây. Đây cả nhà ơi. À, cái vàng nụ em làm rất là ok đó với dòng Phú Tân nha. Rồi chỉ có 190 một cây là mình có cây Phú Tân chơi Tết luôn. Mặt hoa của Phú Tân đây, nó sâu vào trong này nè cả nhà ơi. Có cái bông đẹp dữ lắm nha. Đây em zoom cái chỗ này cho mình xem nè, cái bông nè. Đó, rất là đẹp nha. Rồi em rất là cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ kênh của em. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.